Dạ, hello cả nhà. Hello cả nhà. Dạ. Dạ hello cả nhà nha. Dạ. Hello cả nhà nha cả nhà. Còn bọn mập đâu rồi? Hello cả nhà nha. Dạ xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Vào Home TV nha. Dạ thì hôm nay bên em ở tập hợp ở trong đồng. À, tập trung lại để chuẩn bị một cái trò chơi nha cả nhà. Quýnh móc là gì chú hai? Dạ, đây còn bọn nhỏ đây nha. Đó. Thì bây giờ là mấy anh em đã tập trung đồng rồi. Hồi nãy giờ mấy anh em đã set up lặn nước, cắm kè các kiểu. Thì cuối cùng mình đã cắm được gì thứ gì trời? Mưa luôn, dài luôn, xong luôn, dài mưa tới rồi. 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 Đừng có quay cái bụng cho ai. Rồi. Dạ. Thì hồi nãy giờ em đã set up xong hết trơn cho cả nhà xem nha. Dạ đây. Là một cái cây xào ngang và một cây chuối nha cả nhà. Bữa nay mình vô trời vô đồng chơi chơi nha nhà, chứ bữa giờ mình lâu quá không chơi trò chơi rồi. Thì hồi hổm thì có vô đây hết lần, nhưng mà vô đây là mình chỉ là chơi cái trò chơi đi cầu khỉ đúng không? Đúng hai bữa nay đi cầu khỉ đúng không? Bữa nay tao đọc giải nữa chứ ai. Hôm nay chơi hay công nhận hay được cả nhà. Thì bữa nay là bắt đầu tiếp tục mình chơi chơi nữa nha cả nhà. Bữa nay thấy hơi khó hơn đó, cái này là cái trò chơi em thấy khó hơn rồi hổm. Rồi thì giờ là em sẽ đưa máy bạn cam cầm rồi sẽ là đẳng mình sẽ lại chơi trò chơi nha cả nhà mình ơi. Đi đẳng mà ơi. Dạ hello cả nhà. Hello cả nhà. Đã chuẩn bị xong hết là cái phần thưởng là anh em nào mà chỉ cần mình đu từ cái chuối mà đu đụng tới cây tre trên về cái ngàn trên đó đó. Đúng rồi, 5 sĩ. Ok, chắc em nghe em chơi chơi này lần nào cũng thua chứ. Mà chú hay ông chơi lần nào cũng thắng cho cả nhà. Thì bữa nay thì mình tiếp tục để coi ai là người chiến thắng nha nhà. Thì mời cả nhà mình theo dõi video em nha. Rồi let's go. Bây giờ đem qua bển. Chơi thử cái này. Thử cho thiệt không? Chơi thử. Thiệt chứ chơi thử gì trời. Chơi thử à. Có tính tiền lấy tiền không? Cái gì? Chơi thử có lấy tiền rồi không? Rồi chơi, rồi chơi, vô nè. Vô vào. Trời ơi, cái này nói chuyện với tôi là chuyện nhỏ. Gì trời cũng nổi. Rồi. Bây giờ mình vô hàng nghe cái cây này hả? Không dễ ăn lắm không? Rồi bây giờ ai đi trước đây? Ai đi trước? Sẽ bao nè, chú hai đâu rồi? Hỏi bao đi, ai trước trước đi. Rồi, ai trước trước phải không? Thôi. Nhìn theo vị trí mới nhớ. Lột nó ra đi. Chơi mà lột nó. Nắng. Trời ơi, là trời. Trời ơi, là chạy vô kìa ông nội ơi. Bao xong hết vậy? Nhảy trước đi, nè nhảy được chưa? Khớ đầu lòng rồi đi trước. Ừ, trước đi. Nhưng mà theo vị trí nha. Rồi, vô. Vô. Bắt đầu tới bạn xin. Là chụp được cái nào? Chụp cái chuối á. Trên á. Cái trên hả? Cái trên á. Phải cái chai dưới hả? Không. Không, cái chai trên mà chụp cái chai trên mà đụng vô một cái phật lắm. Cái chai dưới đi. Nhưng mà mày phải đu ở dưới cho chạy đu dưới dài lên. Ừ. Đu dưới xong leo dưới tao đu lên. Thôi, bây giờ tao cho bắt chớ vậy mà đu dưới mày đu được không? Ở đây còn quả mai á. Rồi vô nè. 1 2 3. Rồi, cái này khó ăn à. Cái cảm nhận của hai sao rồi? Chơi không? Sao nó giặt? Dạ. Nó đu mạnh á. Rồi vào thêm. Thêm xong xin lại không? Thôi khỏi đi ông đợi ơi. Rồi, rồi chơi đúng không? Đúng không? Cũng làm gì làm. Làm gì làm à. Rồi, nhổ nè. Cái chỗ. Tôi thấy cần quê quen nhà. Hay quá. Chết mẹ, bị dính bẫy rồi. Chắc không? Anh bẫy ra. Đu lên, đu lên. Ô hay trời. Đu lên. Đúng nhất rồi, ông buông cái giò ra lẽ tuột nè. Nè nè. Lên. Phải không? Lên. Lên. Từ 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 chờ tụt ra, tụt ra. Từ từ đây. Lên. Đây, ảnh ảnh mình khô, ảnh cho anh chùi khô trời. Ngồi dính vậy luôn đó. Ừ. Rồi, lên. Đây là bỏ tiếp rồi nhận. Bỏ đây, bỏ đây nè, phải bỏ đây. Bỏ đâu được. Tao bỏ với mày một chiếc đi bây giờ. Ê, nó lên được chẳng. Ê. Này sao bóng mới được. Sao bóng mới được. Mày đâu 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 mày ngon. Mày mày ở chặn hết trơn á, chơi mới vui. Trời ơi, tay chơi nè. Mày ngon mày đâu. Ờ chơi mày đâu luôn á. Tại cái tay mày khô đó mày. Không có đâu. Tại tay nó khô á. Để nè, để tao thử cái nè. Mày ngon. Chụp đỏ tay vô mày vỗ mặn vô. Choose
to san cho san cho xin xin to ni mày quấu mày nói mày quấu mày nè mấy chú hai nè trời ổn rồi chú hai ơi mày quấu cái tay nè vô trời hoa san mơ nắng rơi bên thề nói đau trong lòng trời đen hoa trời ơi không lẽ nào đây là sự thật giờ thì đã trời ơi mày không có đâu già làm lợ lợ đi lợi ơi làm cho cứng cứng lợ đi dạ lỗi cái thằng này nè để em lợ đi em làm lợ cái nhà bên coi cái bộ chữ nặng nhá cho hụi trước nè hồi nãy giờ nó bị trục trặc cái thằng kia nè em nhảy sập cái này hết cá bây giờ em nhảy sập cái nữa là đi về luôn nè quá đạn hiện tại trời đang rất là chuyện mưa nên em là tranh thủ quay nha cả nhà dành thời gian xem video này giúp em nha cảm ơn cả nhà rất là nhiều ủa các tao lỗi kìa lên cho ai vô tiếp tục chạy 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 trời ơi, lên! Đây, để nó tụt ra. Ê, trời ơi, tôi không ra. Bây giờ trời nằm trước, hay sao không vậy trơn à? Cái gì? Tớ ông chứ, ông theo... Ê, hình như cái cọng dây nịch tôi cắn vô cái cây đó hay vậy trời? Ừ. Ôi, trời ơi, trời ơi, thôi, cọng dây nịch ra luôn đi. Coi nút quần đâu, thảo. Lên! Cọng dây nịch ra. Rồi, bây giờ là vô. Rồi, bắt đồ yêu này, mới nãy dở thì cái nhà. Trời ơi, ai vậy nè, nãy là em hết 5 xị rồi đó. Trời ơi, là chào đồ yêu nữa à. Cọng dây nịch đó là nó cũng chịu hết ở nửa phần rồi đó. Ừ, rồi, ơi. Rồi, vô. Chỗ này chợt luôn rồi. Ê, anh làm bật cái thần. Rồi, là cái mình anh khô. Mình anh khô thôi. Bây giờ ướt phải không? Ừ. Rồi nè. Trời. Thấy không? Nó biết. Hồi nãy xe nháp đi hen. Xe nháp. Xe con khỉ á, xe. Xe nháp đi. Nó biết cái mình nó khô, bây giờ nó chà cho khô tay nó luôn. Nó chà. Nó chà đắt á. Thôi. Được cái khỉ á, được. Cái đồng tông nè. Quỷu nghe, bóp bóp. Nè xỉn lên à. Xỉn lên, tôi xỉn nè. Tôi xỉn dữ, tôi ngon mà. Được, tôi buồn cái đúng không? Bây giờ tới em đi cả nhà. Cái đồng tông nè. Trời ơi, trời. Mẹ đi tới tao nè. Cảm ơn anh trời. Làm gì trời. Tôi chết quá. Rồi, vô nè. Ơi, cái này sao nó khó đu quá trời. Quá khó đu à. Ừ, khó đu thiệt luôn. Cái gì cũng phải có tiệt chiêu á. Tiệt chiêu nữa rồi. Nhiều chiêu rồi, ra lên. Lên. Đó mà thôi, mấy ông này. Đi kiếm coi. Vô nó mũi mỡ luôn. Cái này là như mà. Như mà heo vậy. Về chó hả? Về chó hả? Về chó hả? Không có được đâu giỏi ơi. Khó ăn lắm. Khó ăn lắm. Cái này mình nãy đẩy gì là bông nữa là ả luôn. Chưa có bông xong luôn. Đúng rồi. Nhỏ nè chú. Tao đứng như này bơm bắt chớn này là tao phóng nã không bữa luôn. Rồi bắt chớn phóng sao chín. Thôi giấy luôn. Ngon. Không có được không tao. Cái này khó quá. Ây da, ây da. Còn nghe một cái bịch chỉ chặt cái gì? Không có được đâu ơi. Cái này khó dễ chứ không phải dễ ăn đâu trời. Tại hồi nãy nó sâu. Hồi nãy nó hên nó sâu á. Hồi nãy tôi có tiền chiêu ơi. Tôi khôn gan à. Đúng không? Ừ, có mày ra. Có ai? Mày á. Nhanh chứ hả? Mày có tao. Đợi em lên cả nhà. Khó quá trời ơi trời. Cái này không có sao nổi rồi đó. Chơi, ôi, chơi cái miệng cái gì trời. Ôi, cái gì vậy? Ông cố đậu nó chơi trời, già chơi chị trời.
Lo lên trời, ra khỏi đây, không được nó chơi kiểu đó. Ôi, đâu cái ọt luôn à, khỏi con khỏi bấu. Phải không? Ờ. Đúng rồi đâu. Tao xỉn đu thứ này. Đâu mày đu trên thứ nhỏ, đu cho mày đu thứ thứ. Vậy à, tụt cái ọt à. Tụt xuống luôn à. Ờ, đâu? Bấu vô. Rồi không được đây. Không được đây. Quý nhúng nè, nhúng luôn cái gạch đó. Gì thiệt. Ủa? Sao này ai vậy? Leo lên, leo đường này tên không? Leo lên. Leo rồi. Đó. Ra ra ra. Ôi cái này. Chơi không được rồi. Đó. 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 Nhưng mà xếp vô à, xếp vô được. Có không? Nè Bùi ơi. Đúng tay kia kìa. Nè. Đó. Ê, cậu phải cỡ được nè. Lên. Cậu phải cỡ được nè. Mày lên bảo mới được. Được, lên được rồi. Lên. Mày nhau thấy. Nè. Tới. Nè. Xuống nữa. Trời. Trời vô cho bảo. Vô. Cái này đó. Cái này gì mà? Vậy mà đúng không được đến cái nhà còn để xà bông vô còn sao đúng. Đúng không? Mà tới đường cái đó nha. Mưa dữ trời. Mưa lâm gầm. Ừ, lâm gầm nhiêu hộp. Thấy không cả nhà? Hồi lúc giờ chỗ em giờ mới mưa luôn đó. Lâu lắm rồi. Trời ơi, chú hai vô mất cự trời. Ông đu một cái. Nó lũ từ. Vô như con heo. Vô lại mình. Thằng này nó đâu rồi? Nè, một cái mà. Nè, một cái một phải không? Ừ. Này nó đâu á? Trời gian xảo á. Thảo được thảo rồi. Chơi gian xảo cũng tột à. Thả đắt. Thứ mẹ gian. Ơi cái này á thiệt chứ. Có đu thiệt sự luôn á. Ôi trời ơi. Thiệt chứ bộ. Thế nè, nổ mình chơi á, mình đu ra luôn. Mình đu thẳng theo đầu mình ôm vô cây chuối. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Cây. Đô cây. Nhận nước. Trời ơi. Ông cô nào. Cái gậy nó cây ông nội ơi, ông nội. Cái áo á, mặc áo là vô được nè. Tại mày ơi. Tại áo nó có nút á. Cha nó có nút, đúng rồi. Đi ra xanh. Ôi. Hồi nãy nó đun, tờ nó vô luôn. Áo nó đun. Mày thử cái áo tao được sao hồi nãy này cũng mà áo mày không rồi. Có được đâu. Cái này được rồi, tao đâu. Được qua, được. Tao mày thử đây. Tao mặc áo được đây. Trời ơi, lại trời. Em mặc áo của nhà. Em nói thiệt. Ê, chơi cái này mà mình đun cái sẵn đó chú hai. Mình ôm vô cái chuối nè, mình bỏ lên từ nó mới hay nữa đúng không? Ừ. Mà cái này khó ôm thiệt sự luôn. Không được, khó ôm lắm. Ờ, bấu vô không được. Nè, nè, bắt đầu nè. Nãy gặp được. Nãy là sẽ lại sẽ một cái chớp nữa cái đầu đi ra lại đó. Nè, chớp đây. Gì vậy? Vô. Nè. Bạn là bình tĩnh rồi, phải bình tĩnh. Cái áo này nó khô quá. Áo này chắc khô đúng rồi, khô, áo khô. Vô. Đập lúa nè. Mày gai. Một ký bây giờ. Ai cha anh chạy. Mày nắm công chê sao mày. Nữa là chơi gì nè ông nội ơi. Đó, chơi gì đi. Đừng. Đừng có ai. Đừng có làm cái gì đâu. Tao làm gì. Không có làm gì. Tao làm gì đâu. Tôi giỡn. Nè. Tôi xiết cho mấy coi nè. Đó. Thấy không. Cây, tôi cây ra cây, ông nội tôi cây này. Lo chở cho chở xịn đi nè. Lo là sao? Lo cái nào? Trời khốn nạn.
Trời nó mạng rồi chứ. Ủa trời. Trời xuống nè. Ủa vợ. Ê chú Hai, chú Hai vậy trời. Rồi lên nữa đây, lên nữa đây. Rồi. Khó lắm. Ê dạ. Gì vậy? Trúng dạng mấy gì vậy? Gì? Món được cục trên nghe. Dính gì vậy giờ? Rồi vô cũng giảm hay gì ừ. Rồi thấy chưa? Vô cũng giảm ừ. Nói rồi. Con thẳng từ từ già mà chướng không. Dính cũng giảm ừ. Sao ừ? Rồi cắn nhắc luôn rồi, trời cắn nhắc luôn rồi. Chảo đi liền, chảo đi liền, chảo đi liền. Con hai quá, thẳng rồi, sao quá ừ. Cái gì? Nhưng không? Gà. Chúng ta còn cá chốt với con hai. Cá chốt rồi. Gì vậy? Vô. Rồi lại chào cái thằng nó mới chơi nhiều cái video quay. Rồi. Rồi. Bỏ cuộc. Bỏ cuộc chào đó đi. Nó mới chơi chào. Dạ rồi cái nhà nó chơi chứ. Thôi nhà. Nói chung là trò chơi này quá khó. Để lên trao thưởng cho bạn nhộn mới được. Hồi nãy là bạn nhộn là người đầu tiên chiến thắng nha cả nhà. Đúng rồi. Thì lên sẽ trao thưởng bạn nhộn. Rồi chú Hai thì đang chơi dưới chừng thì bị bác sĩ chốt chứ thuốc. Thì thôi, em xin dừng clip đây nha. Lên trao thưởng bạn nhậu một cái. Nhưng mà tính cuối giây rồi đó. Nãy tưởng tôi trời mưa nhưng mà giờ mới nhiêu hồng thôi. Cũng rất là mừng. Ông chú Hai giờ đang cái dầu hơi bị nhức nha nhà. Thôi giờ dừng clip đây. Đang, cho ông giờ ông lấy băng keo ông dán lên cả nhà. Thôi, cảm ơn cả nhà dành thời gian xem hết video nha. Ủa là trời cái thằng này giỡn. Ở đây cá lồng tông quá trời. Dạ thôi. Bye bye cả nhà nha, hãy nhớ tiếp theo cả nhà thấy hay thấy vui cho em một like, một chia sẻ nha cả nhà mình ơi. Cảm ơn cả nhà dành thời gian xem video nha. Chào thiệu bye cả nhà nha. Bye.